Minh cho em chai dầu này. Minh xin. Ôi em cảm ơn nha. Nhưng mà chai dầu này để nhường vô bà con khác đi. Cho giỡn á. Bây giờ là bao nhiêu phiếu anh? À lát anh ra đinh 200 phiếu. 200 phiếu. Sáng 7 giờ rưỡi làm khác nha. 7 giờ rưỡi gạo chừng nào giao? Sao sao? Thì sáng trở tới biển á. Sao? Đầu đuôi sao? Đầu đuôi là bây giờ thì 200 phần gạo của nhiều chúng niêu với lại 200 chai dầu. 200 chai dầu là chung một phần. Chả mua chưa anh? Gạo có rồi, sáng mai trả lên luôn. À sáng mai gạo là có rồi sẵn rồi. Một phần bao nhiêu ký anh? Một phần 10 ký. Vậy là tinh khẩn là chiều nay đó, bây giờ tới chiều nay tới đây là cho anh niêu phát phiếu đúng phiếu, không? Đúng rồi. 200 phiếu. Bà con nào đến sớm là có sớm không anh? Tầm có 2 giờ rưỡi niêu phát phiếu nha. Nói là 3 giờ anh đi. 3 giờ đi, 3 giờ bà con tới phát phiếu nha. 3 giờ phát phiếu vào lúc 3 giờ ha. Bây giờ là 13 giờ 22 rồi. Còn đúng là 1 tiếng 40 phút nữa. Bây giờ em ra em phiếu nha cô chú. Không, cái phần quà này anh nên nói rõ là của ai với của ai anh cho bà con cô bác nghe nghe luôn. Một chai dầu là của cô bên tiệm khách. 200 chai dầu. Chứ lại 200 bao gạo là của cô Seo. Cô Seo hôm trước tặng hai cái vô lan một tím đó. Cô Seo ở Mỹ đúng không anh? Cô Seo Mỹ đúng rồi. Cái bao gạo là bao nhiêu ký anh? 10 ký. Okay. Bao 10 ký. Dạ, gạo ngon luôn đúng không? Gạo ngon luôn. Wow. Gạo nó mua tới 17.000 một ký lần á. Quá là cháu rồi. cô Seo mua nha. Sáng mai cháu cô Seo sẽ chở lên đây hai đứa gái đó. Dạ. Hai đứa gái với Thương chở lên đây. Hai đứa gái em biết rồi, em nhớ rồi. Phát luôn. Hai đứa. Sáng mai mình làm sớm nha, 7 rưỡi là mình dứt điểm rồi đó. Không, còn cái phần mà phiếu gạo thì anh tối nay anh in hay sao? Bây giờ anh chạy ra đi rồi, anh lên cái trắng rồi. In luôn phải không? Bây giờ anh lên anh phát. Rồi. Có cần tôi em phụ không? Không, anh in xong rồi. Rồi, anh xong. Phát phụ á. Ấy tới lúc mà phát á. Tụi em phát cho bà con ở đây. Rồi rồi. Thống nhất nha bà con. Dạ. Chú sáng giờ bà con về mà không có phiếu rất là thương ha. Phát chừng nửa tiếng hết quá. Cho nên cắt với anh. Quên nữa, với anh. Với ngày mai là mấy anh em mình rất là nhiều chuyện á, có kể cả phát hình nữa nè. Cái nữa hình. Hình là chia ra anh em thì em cũng lên kế hoạch rồi. Còn nó chiều nay anh đặt 8 vỏ trái cây rồi chiều anh em huy động xuống chợ rinh gì đây nữa nè. Hình của chị Vivi Dần á là cái còn có bông hoa được nữa nè. Sáng mai chương trình nhiều lắm cho cô chú. Rất là nhiều. Nhiều lắm. Chị Ngọc 300 nè, chị Vi Trần 400 là 700 tấm hình. 700 tấm hình đó. Rồi là của chị Vivi Trần hôm qua tặng áo cho mình đó. Là mai mấy anh em mình để ấy nha, lên kế hoạch để là phát cho bà con luôn. Rồi bây giờ em đi in phiếu cho đội ngũ ekip mình có làm nổi không? Đi nổi đi. Nếu mà nổi giơ tay lên. Mình đi tay rồi. Đó. Lên đây tặng cho mấy cái chị. Quá dữ. Không để ngày mai mà. Cũng cực đúng không? Bây giờ cũng khổ mà. Đó, mấy cô chú về trên đây rồi mấy cô với số với chị mình phát hết nha. Nhưng mà mấy anh em cũng phát cũng phải cẩn thận nhìn. Cẩn thận. Đối tượng nha. Để qua nhìn. Không. Cái này là để cái này không. Nha, còn chị không lo là khác nha. Cái hình đưa cho nói chung luôn đưa cho ba anh em thôi. Dạ. Mình là 7 giờ sáng. Cho anh Niu với hình đó là đưa cho anh Niu với em với ba anh em mình nó đảm nhiệm cái hình đó thôi. Đừng đấy. Mấy cô chú sáng về có tiếc là ekip mình sợ hồi sáng anh tính là ba anh em thôi cô chú ba anh em YouTube thôi có gì anh hỗ trợ quay chiều bây giờ họ mới giao mình vừa quay mình vừa phát luôn hồi sáng mà tầm khoảng 7 giờ 8 giờ mà đêm vào tới là em phát hồi sáng hết dầu luôn đó phát hồi sáng là đúng ngon luôn á em tính rồi mà nói được rồi rồi bây giờ mình lên mình review dầu đi dầu ha rồi cái này được nè ba anh nha cái chuyện dắt té anh vậy gì dễ gì à? Dễ chứ đâu có. 200 gạo với 200 chai dầu. Mình có cái dụng biết ta. Người ra cô số rồi đó. Các cô chú đó, dầu đắt chất lượng nha cô chú. Chất lượng không? Chất lượng như Minh. Rồi, để tháo thử miếng coi. Thử được nha, thử được. Ông Niu bán dầu từ ngày qua tới giờ luôn á. Nói thử liền đi. Dầu không, anh nói chất lượng kia thử. Dầu này không. Cái dầu này là có 45.000 chai. Cái lọ chi có ba mấy ngàn. 35.000 à, là có 45.000. Chất lượng nha mọi người, mình tặng cho bà con nha. Dầu này 45.000. Cho Trường An mà. Trường An. Tiền quảng cáo cho Trường An luôn. Nói dầu này có thời hồi sáng này mà phải mà có quà sớm mình phát cho bà con luôn. Đúng rồi. Hồi sáng luôn hả? Hồi sáng tại dầu ăn tới kịp nha cô chú. Hồi 7 giờ rưỡi tới sáng có là em phát hồi sáng rồi là đẹp luôn đó. Hồi sáng tôi tính là gạo phát luôn sáng luôn nhưng mà em bí mật là dưới Sài Gòn đang lấy gạo ở dưới
không kịp á, nếu không là em làm sáng rồi đó. Khó em chứ con trai em thử được không? Em đi đâu thử. Đâu đâu, chờ không đâu, tôi thử rồi. Em nhờ thử. Tôi thử rồi nó trơn không? Đâu không? Thì cha giàu nó phải trơn chứ. Dưới như con chú. Nó trơn chiên nó không có dính. Bây giờ anh chạy ra nên phía 3 giờ kịp không? Được, kịp chứ, nhanh mà. Anh photo nhanh. Có sẵn rồi ra photo ra. Anh lên anh làm trên phần này bên mạng. Đi nhanh đi anh em. Đi. Nhưng mà cái phiếu này có dán tem không đó? Có chứ ký anh mà. Mai bà con ở cầm một phiếu ra. Còn gì có không hả? Nó khỏi lộn. Đâu? Mình được lên sóng luôn. Có chữ ký không anh? Có chữ ký không anh? Hình trong dông nữa cho nên khỏi lộn của chú. Bây giờ vậy. Được lên phiếu luôn hả? Anh biết rồi. Rồi ok. Ngày mai có ai xé biếu đừng xé ngay mặt nha. Biếu đi dán cục điện đó không ơi. Biếu đi điện. Dán ngay mặt là chết luôn. Cái này á ngày mai cái mặt anh sẽ nát hết. Xé mặt mình luôn. Bây giờ cô chú nha. Bây giờ chú thấy mình ra bên phiếu nha. Đi chung không? Bay về bắt phiếu nha cô chú. Rồi. Bay về đi bắt phiếu. Đi chung không? Chỉ có 200 phiếu thôi. Ở đây nè bà con, ở đây điểm còn bao nhiêu thùng hết? 1, 2, 3, 4, 5 3 1, 2, 3, 4, 5 3, 5, 15 17 thùng. Đó, quý chú chị, 17 thùng. Một thùng là nó bao nhiêu chai? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Đây là cái lựa chọn mà là dầu tốt ha. Em quay vô đây nè. Quay vô đây nè. Đó, dầu tốt, dầu Tường An, dầu tốt. Hôm qua là mấy anh em đi buổi tối và con có quát có xem cái video hồi tối á, thì sẽ biết là mấy anh em có loại 35.000 nhưng mà mấy anh em không chọn, mấy anh em chọn cái này. Đó, và góp ý nêu chọn cái loại ngon nhất theo quý anh chị. Cái loại có thương hiệu. Đó. Đồ phải thấy. Vô nói chung luôn bà con cái này là cũng duyên nha. Nói chung là ơi, đến cái này là phải vậy đó, số lượng xếp hàng đi. Tin vui xếp hàng trước chứ để nhà cũng được đâu. Xếp hàng có 200 à. Cái này nó cũng có số lượng thôi, xếp hàng đây, có 200 hàng quà nếu mà ai đến trước thì hoàn cảnh khó khăn đến trước thì sẽ phát trước. Theo quý chúng vậy. Thì bà con bà bác cũng quan tỷ nha. Chứ không có thể nào mà đáp ứng hết nhu cầu được. Tại vì số lượng khán giả thì rất là đông. Bà con nghèo cũng đông lắm. Cái cũng có duyên nha. Thì duyên. Rồi. Quý cô chú anh chị ơi, vì mình cũng xin quay một cái đoạn video ngắn để là thông báo cho bà con. Đây là video thông báo bà con phát quà ha quý cô chú anh chị. Thì anh Niu thì hiện tại giờ á là anh đã đi dưới trống vòng chở anh đi in những cái phiếu nghe quý cô chú anh chị. 3 giờ sẽ có ha. Mong bà con cô bác cũng là đến đây để là bà con nghèo á đến đây để có cái phần hỗ trợ. Tại vì hồi sáng thấy bà con cô bác đến quý cô chú anh chị thì có một số bà con cũng hoàn cảnh khó khăn. Mấy bà con đi bán vé số nè, đi đến thì kể cả có con nhỏ nữa quý cô chú anh chị nhưng mà cái phiếu bên danh sách của chị Hồng Loan thì cũng đã có đầy đủ hết rồi đó, cho nên là không thể nào mà phát cho bà con nên là có hai khán giả đã hỗ trợ phần dầu ăn và 10 ký gạo quý cô chú anh chị. Thì đến đây thì bà con cô bác thì đến tranh thủ đến sớm nha, sau khi video của Duy Minh đăng lên thì bà con đến sớm để mà kẹo chởi là hết thì bà con đến sau mà hết thì cũng đừng có buồn nha. Nếu bà con cô bác thấy video có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh ha quý chú anh chị. Bây giờ thì Duy Minh xin chào bà con và hẹn bà con lên một cái video tiếp theo ạ.